Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình. Hôm nay chúng ta đi rất sớm. Mặt trời mới chỉ có vừa mới hửng thôi, vừa mới sáng thôi. Như bình thường thì mình sẽ có những cái buổi tập chia ra, ví dụ tập sút hay là tập điểm chạm hay tập thể lực. Thì hôm nay là cái ngày mà mình sẽ tổng hợp tất cả các buổi tập. Hôm nay mặc dù rất là sớm nhưng mọi người thấy mặt trời vừa mới ló thôi, nhưng mà chúng ta đã có một vài đội đã bắt đầu tập luyện vào đá sáng sớm rồi. Hôm nay thì là một ngày mà mình chuẩn bị khá phải kỹ một chút, bởi vì hôm nay là một buổi tập nặng nhất và toàn diện nhất trong tuần, nên chính vì thế chúng ta cũng sẽ có rất nhiều đồ đạc. Hôm nay chúng ta sẽ có khoảng 10 quả bóng, một cái côn như thường lệ để cho những cái bài tập đầu tiên mình chạy côn. Chúng ta sẽ có tiếp tục là những đôi giày Bitit, và nó sẽ là những cái đôi giày mà hôm nay sẽ phải gánh chịu những bài test cực mạnh của mình, và để xem là cái chất lượng của nó. Đây là cái đôi mà mình đá được hơn 10 game rồi. Độ bền thì mình thấy vẫn ok, không bong chóc gì cả. Có vẻ cũng khá trâu ấy. Bitit làm giày cũng độ bền cao mà, xưa giờ rồi. Nên hiệu năng hôm nay thì cái hiệu năng của đôi này mình sẽ test thêm rất là nhiều các cái phần, ví dụ như là chúng ta tăng tốc, chúng ta giữ thăng bằng, chúng ta chuyển trụ, chúng ta đỡ bóng, và những cái bài tập dê dắt qua cái côn, và tất nhiên là sẽ có dứt điểm và sẽ có sút phạt nữa. Với buổi sáng của Sài Gòn thì thời tiết của nó khá là mát, nó chỉ rơi vào tầm hơn 20 độ C một chút thôi, và nó như là mùa thu ở ngoài Bắc ấy, ngoài Hà Nội ấy. Nhưng mà một lúc nữa thôi, khi mà mặt trời lên rồi là xác định luôn. Chính vì thế nên là mỗi một buổi tập mình sẽ phải đi khá sớm. Những cái buổi tập như ngày hôm nay là một buổi tập nặng nên là phải sớm hơn. Mình đã xuất phát ở nhà đi là lúc 5 giờ kém, đến đây là 5 rưỡi rồi. Ăn nhẹ một chút, và bây giờ thì là chuẩn bị khởi động và chiến. Chúng ta sẽ có khoảng 15 phút cho một bài chạy. Mình sẽ chạy hai vòng sân và sau đó sẽ căng cơ một chút và một vài bài jump nhảy để cho hơi cơ, đặc biệt là cơ chân phản ứng tốt hơn với cả mặt sân. Và tất nhiên rồi, đi giày nữa, mình cần phải quen cái mặt sân, để xíu nữa các bài tập kia thì mình sẽ ổn định hơn. Ngay sau khi khởi động thì mình sẽ bắt đầu ngay vào bài tập đầu tiên. Bài tập đầu tiên này là bài tập khi mà mình tập cùng với một bóng. Và những bài tập này nó sẽ chủ yếu cho mình có cái cảm giác chân nhiều hơn. Nó chính ra là những cái bài tập mà mình đã hướng dẫn tất cả các bạn trong cái video mà làm thế nào để tập bóng một mình. Và thường ấy thì là những cái bài tập này thì mình sẽ tập đủ các cái điểm chạm ở trên chân, ví dụ lòng trong, má ngoài là những cái điểm chạm mà mình sẽ làm quen với quả bóng. Khi mà mình làm quen rồi thì mình sẽ chuyển ra các cái bài tập sau khi mà chúng ta di chuyển. Đây là buổi thứ hai của đôi giày này rồi. Và nó bắt đầu mềm, rất mềm rồi. Gần như là các bạn có thể co chân này. Đó. Và cái đế của đôi giày này nó khá là mỏng. Nên chính vì thế thì những cái bài tập mà mình cảm giác bóng khi mà sử dụng phần bộ đế này thì nó cảm giác tốt hơn. Khi mà xong qua cái bài tập cơ bản thì mình sẽ chuyển sang cái bài tập với bóng động. Mình sẽ dắt bóng khoảng 1/4 chiều dài của sân và sau đó quay lại. Những cái bài tập mà mình sử dụng sẽ là những cái phần đệm bóng khi mà mình dắt vào má ngoài và má trong. Đây là những phần rất là cơ bản. Và tất nhiên lúc đấy thì chúng ta sẽ phải tập khi mà có điểm dừng. Mỗi một điểm dừng thì các bạn sẽ sử dụng phần gầm giày dừng bóng lại tức thì và ngoặt lại. Chúng ta kết hợp cùng với như thế này thì chúng ta vừa đỡ mất thời gian để mà tập luyện, cũng như là chúng ta sẽ có nhiều cảm giác hơn. Như ở đây thì các bạn có thể thấy hiệu năng của đôi giày này. Hôm nay cũng là một cái bài test mà mình thực sự tập trung để cảm nhận xem là cái việc bám trụ của đôi giày này nó như thế nào, xem có vẻ là nó khá hoạt động khá ok. Với những bài tập này thì mình sẽ bắt đầu vừa bằng những cái bài chạy chậm trước, và sau đó mình sẽ tập tăng tốc và kiểm soát bóng, làm thế nào để cho quả bóng nó gần với cơ thể mình nhất để mà mình kiểm soát. Đây là những cái bài tập mà rất là tốt khi mà mình vào sân đá bóng mà mình dắt bóng. Về hiệu năng cơ bản, những cái bài tập vừa rồi thì mình thấy được là đôi giày này nó khá là nhẹ. Cảm giác bóng khi mà mình tập các bài tập mà trong má ngoài thì cũng đạt khoảng 8/10. Cái phần tiếp theo này thì mình sẽ sử dụng marker, và mình sẽ sử dụng một cái ghế ngồi kia là như là một điểm tựa khi mà mình sút bóng vào. Và chủ yếu với cái bài tập này thì mình sẽ tập các bài tập nhận bóng đơn giản bằng má trong và má ngoài. Có tất cả là 6 cái côn. Mỗi côn sẽ cách nhau khoảng 2 bước chân. Và đến cuối cùng thì cái tấm biển của mình sẽ cách khoảng 3 bước chân.
Và sau đó thì mình sẽ chạy tiến qua các cái côn này theo đường lắt léo. Và những cái bài tập để chúng ta có thể chuyển trụ thật nhanh, làm thế nào để có thể lắt léo nhanh nhất có thể. Và ngay sau đó mình sẽ sút quả bóng vào cái tấm kia và đỡ lại. Với phần đỡ lại này thì mình sẽ đan xen đỡ bằng lòng trong và lòng ngoài. Như mình đã chia sẻ về đôi giày này thì đây chính là cái nhược điểm của nó. Mình đã chỉ vừa mới tập được khoảng vài round thôi nhưng mà cái dây giày của nó rất dễ tuột. Mình đã buộc cái tận 2 nút rồi mà nó vẫn tuột. Với cái mặt cỏ này thì là cũng đã nhẵn, khá là nhẵn rồi. Thì cái đôi giày này nó sẽ không thích hợp cho những ai mà đá ở trên những cái mặt cỏ nhân tạo mà nó bị cao quá. Thường thì những cái cỏ nhân tạo cao thì là những cái sân mà chúng ta sẽ sử dụng phần đinh FG, nhưng mà mình hay sử dụng còn lại. Với Bitit thì có lẽ là cái lần đầu tiên làm giày bóng đá này thì họ cũng đã tính toán về cái mức độ phổ biến của sân nhân tạo ở Việt Nam nó không được đạt chuẩn quốc tế, nên nó cái lớp cỏ nó chỉ vừa phải thôi. Như này gần như là nó khá là flat rồi, nó khá là nhẵn rồi. Và với cái phần bộ đế răng cưa mỏng như này thì mình thấy là phù hợp. Trong tất cả những bài tập, phần cuối cùng này thì nó thiên về mặt dứt điểm, nên mình sẽ tập trung hơn. Tức là mình sẽ không sút bừa, không sút nhiều, mà mình sẽ chỉ cho mình một giới hạn về cái cú dứt điểm thôi. Và mình sẽ tự đặt ra cho mình nhiệm vụ của cái buổi tập ngày hôm nay. Ví dụ như hôm nay là mình sẽ phải đặt ra cho mình cỡ 15 đến 20 cú dứt điểm vào góc chữ A. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà vào sân thì chúng ta không có quá nhiều cơ hội để dứt điểm. Chính vì thế thì đây là một cái quick tip khá là quan trọng khi mà chúng ta tập dứt điểm. Hy vọng các bạn có thể học được, bởi vì cái này mình cũng đã đúc rút kinh nghiệm cũng như học từ các cầu thủ. Đây là một lời khuyên đến từ Quang Hải. Khi mà kết thúc bài tập dứt điểm ở 3 điểm vị trí chính nguy hiểm đến cầu môn thì mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, đó chính là bài tập nhận bóng và dứt điểm một chạm. Ở đây thì mình tập một mình nên chính vì thế mình lại có một cái tường bằng gỗ này. Đó, khi mà chúng ta có tường bằng gỗ này thì mình cũng sẽ chia ra. Mình thường thì mình sẽ tập khoảng 10 trái cho các vị trí khác nhau khi mà đập. Và chúng ta sẽ cố gắng đập làm thế nào để lựa được cái góc mà dứt điểm ngay lập tức. Và mỗi một lần như này thì mình cũng sẽ cố gắng dứt điểm vào hai góc chữ A hoặc là hai góc xa ở bên phía dưới để nguy hiểm nhất cho thủ môn. Và cố gắng chính xác nhất có thể. Lúc đầu thì chúng ta không cần có quá nhiều lực đâu, bởi vì thường thì khi mà nhiều lực thì chúng ta sẽ khó kiểm soát được độ chính xác. Nên chính vì thế mình sẽ tăng dần lên từ lúc mà chính xác với cái lực nhẹ một chút, dần dần và tăng lên. Và khi nào mà chúng ta bắt đầu quen chân rồi, chân chúng ta bắt đầu mượt rồi thì chúng ta sẽ cứ thế tập. Với những cái bài tập mà khi mà chúng ta tập dứt điểm, khi mà nhận bóng một chạm bật ra ngoài này thì mình thường sẽ lưu ý về cái chuyện là chúng ta dứt bóng một chạm, tuy nhiên thì bóng nó đang bay từ hướng khác tới. Chính vì thế thì bóng rất là dễ vọt xà. Thứ nhất, thứ hai là cái cách dứt điểm một chạm này mình nghĩ là chuẩn xác và an toàn cũng như hiệu quả nhất, đó chính là một cú rocket chém. Thì đây là cái cách mà mình sẽ lựa chọn trong các cái round tập của mình. Mình cũng sẽ tập 3 điểm chính, giữa, bên trái và bên phải. Và trong cái phần này thì cái hiệu năng của đôi giày này như nào? Điều đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm trước. Ưu điểm thì nó vẫn tương tự như cái phần trước mà mình nói, đó chính là nó khá mềm. Cái việc mà tiếp trụ khi mà tiếp bóng của mình cũng cảm nhận khá tốt. Tuy nhiên ở cái phần này thì có lẽ là do là thời tiết nóng. Thứ hai là cái phần đế nó có nhược điểm, bởi vì là nó quá mỏng. Chính vì thế nó vừa mềm là ưu điểm nhưng mà nó là nhược điểm, đó chính là rất là nóng. Khi mà với cái ánh nắng mà bây giờ mới chỉ là 8 rưỡi thôi mà cái nhiệt độ này nó đã như thế này thì chứng tỏ là các bạn qua một lớp đế nữa mà nó vẫn nóng như này thì chứng tỏ các bạn cần phải đi một đôi tất dày hơn một chút. Và đồng nghĩa với việc khi mà đi tất dày thì các bạn sẽ phải đi size dày nửa hơn khoảng nửa size. Đó là cái mà mình lưu ý trong cái phần mà tập dứt điểm một chạm này. Và với cái thời tiết nóng như này thì cái đôi giày này hiệu năng của nó như nào? Bây giờ thì mình cảm giác là càng nóng thì đôi giày nó càng mềm đi rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng mà mình thường tập, đó chính là xuất phản. Vâng, và như vậy mình đã kết thúc tập lần này với một buổi tập trọn vẹn và nặng nhất đối với mình trong tuần. Hy vọng thì qua cái
buổi tập ngày hôm nay thì các bạn có thể rút kinh nghiệm và học ra một vài điều từ mình. Tất nhiên ở đây là mình dựa trên kinh nghiệm của mình, và mỗi người theo mình thì sẽ có một cái bài tập riêng cho bản thân mình và cảm giác phù hợp nhất. Nếu mà các bạn thích cái bài tập này thì đừng quên tập lại, quay lại video, gửi lại cho mình qua địa chỉ email tunggetfisa@gmail.com để xuất hiện trên channel này. Nhớ đăng ký kênh của mình và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình hàng tuần. Comment những động tác các bạn mong muốn mình thực hiện nữa. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhiều hơn video khác nhau và mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó hơn. Trước khi tắt màn hình thì nhớ like và share để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp.